rồi. Đâu? Anh em đang đi truy tìm các bạn, đang đi truy tìm phi công. Đó, phi công ngoài lửa em gái sinh viên. Đó, anh Hải đang chở này. Anh Hải đang chở bị hại nhá. Đây em gái này, em gái này là sinh viên các bạn nhá, sinh viên. Đó. Hiện nay đối tượng đã xuất hiện rồi nhá. Đối tượng xuất hiện. Đó. Đối tượng hiện nay đang xuất hiện rồi nhá. Anh em đang chuẩn bị tập kết để bắt. Hiện nay đối tượng xuất hiện nha anh em. Anh em cô chú anh chị nhá. Đó. Thấy không? Vào luôn, vào luôn. Đây rồi đối tượng đây nhá. Đối tượng đây rồi. Đối tượng này rồi nhá. Vào đi, vào đi, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, Erythrocyte chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Mày lấy cái điện thoại địa phương. Điện thoại nào đâu? Đây điện thoại địa phương. Tôi thử chuyện đâu? Ờ, không lấy gọi chuyện. À sao ấy? Bữa có còn cái chuyện nào đâu? Uống gì kêu? Dạ, ăn đúng nước. Là làm cho ly cà phê đá đi. Ly cà phê đá. Lấy ly cà phê đá luôn. Đó anh nói nghe, bây giờ sợ chuyện đâu? Đâu giờ anh nói hẳn sợ chuyện, giờ lỡ mày bán cầm đồ cho mày. Con có lấy, không lấy, có cái điện thoại không mà. Điện thoại không? Điện thoại ngoài, con lấy điện thoại không mà. Em cứ nói đi, nó lấy sợ chuyện gì đâu, nói đi, trong camera có quay lại. Thôi, nè, nè, rồi. Em cho anh hỏi em họ tên là gì? Nguyễn, em á? Nguyễn Văn Đình Niệm. Hả? Nguyễn Văn Đình Niệm. Em năm bao nhiêu tuổi rồi? 25. 25 tuổi, em nguyên quán ở đâu? Em Cần Thơ. Cần Thơ, nói chuyện lớn em, bây giờ này, anh hỏi này. Bây giờ bé này là khai bé này chia sẻ với tụi anh hết rồi. Với khai công an là bé báo với công an rồi nhá. Bây giờ em lấy lỡ mà mình quen em không có lấy cộng dây chuyền, em lấy có điện thoại ngoài, ở ngoài là em lấy cái điện thoại. Bây giờ này này, em lấy một cộng dây chuyền hay là một cái điện thoại đều là vi phạm pháp luật. Em biết rồi nhá. Nhưng mà em lấy có cái điện thoại mà được chưa, 2 triệu đổ lên đấy vi phạm pháp luật rồi. Nhưng mà bây giờ này anh muốn hỏi để cho em cái cơ hội thôi. Thế bây giờ nếu mà em chia sẻ em thật. Không có lấy cái cộng dây chuyền, với có điện thoại ngoài, em không ngoài em bây giờ này điện thoại ngoài, còn công chuyện em đâu biết đâu. Nếu mà bây giờ em cố tìm em cái tụi anh sẽ đưa em ra công an. Công an nha. Anh kêu bé này rút đơn rồi được chưa. Bây giờ mà một công an trích camera ra rồi không, trích camera ra một này em chia sẻ, em nói thật với anh tụi anh sẽ tha cho em. Là em nói bị hại tha cho em, tại chỉ lấy tiền thì mình không phải tù mà tội mày. Anh cho em có lấy cộng dây chuyền, anh giải thích cho em nghe này. Một cộng dây chuyền hay một cái điện thoại đều là đi tù. Anh nói chuyện nghiêm túc nghiêm túc nè. Cái điện thoại này có 3 triệu mấy, bất quá hạt hành chính thôi, em ở đây hiểu luật chứ không phải em giành luật. Em giành luật vậy hả? 2 triệu là lợi tù. 2 triệu là đi tù rồi. 5 triệu anh. 2 triệu là đi tù rồi. 5 triệu hả? 2 triệu, 3 2 triệu. Điện thoại là 2 triệu. Cái điện thoại này có 3 triệu mấy à. Điện thoại cho em mua nhiêu tiền? 4 triệu. Rồi, nếu không là tụi anh sẽ đưa em về công an. Em lấy cái điện thoại ngoài nằm ngoài, em lấy cái điện thoại không mà kìa cậu bị chuyện, em có biết gì đâu. Chị bớt lấy sao bị mắc, bị nó lấy, nó kia coi. Camera thì có anh biết rồi, nhưng mà tự nó tự nó thấy bữa hôm đấy sao mà lấy. Bây giờ nó, em gái em rồi. Cho anh, cho anh biết này, nó lấy của em những cái gì? Em dây chuyền với điện thoại mà. Bao nhiêu tiền nữa? Bao nhiêu dây chuyền? Dây chuyền là trị giá bao tiền? 5 chỉ đúng không? 6 chỉ. 6 chỉ rồi. Mới là một cái điện thoại. Hôm nay em mấy thanh niên này ngủ ở đâu? Ở khách sạn. Ngủ khách sạn. Ngủ khách sạn, nhưng mà em đứng dậy, em khi em dậy là mất rồi đúng không? Ừ. Có ai vô trong không? Rồi. Bây giờ này nếu mà em cố tình em mà cái nhá thì anh cũng không có ép em. Ở đây anh em ép. Em nói em lấy cái điện thoại không, nói tắm em mới lấy thôi chứ. Nghe nè. Bây giờ em lấy dù rằng em lấy cái gì chăng nữa, nếu em cố tình em ngoan cố anh sẽ đưa em công an nhá. Rồi vậy đi ha. Được chưa? Em lấy cái điện thoại rồi. Rồi không, anh không biết. Cũng nói có cái điện thoại là cái vấn đề cố tù lấy tiền trên 2 triệu lợi tù nó cho biết. Bây giờ anh nói cho em biết em đang làm công việc gì? Em đang phụ bếp bên Sài Gòn á. Bây giờ muốn phụ bếp nữa hay là muốn ăn cơm chay? Nếu muốn phụ bếp tiếp tục nha thì nói thật với anh nhà anh sẽ em bỏ qua cho. Em giờ ra công an em cũng có lấy điện thoại à. Cậu biết chuyện em có lấy sao để lấy được. Nha, em nói thật, anh nói thật với em này, anh nhìn miệng thằng nào nó xạo anh biết nè. Nha, bây giờ là một này em nói thật. Nói thật đi. Bây giờ không lẽ là bị hại người ta đổ oan cho em. Đúng chưa? Giờ nó mất nhiều em cũng sao biết được. Mất bao nhiêu em, rồi em dạ? Cái điện thoại nằm ngoài em lấy điện thoại thôi chứ em có biết gì đâu mà lấy cậu gì chuyện. Nếu em cố tình em cãi là phải ra công an. Được chưa? Thì đưa ra công an đi chứ em giờ rồi, bị sao giờ? Giờ phải đưa ra công an đúng không? Và phải đưa công an rồi. Ở đây bây giờ đưa ra công an.
tiêu chưa phan phan thôi hỏi ấy mày cứ làm chưa mày đưa chưa đâu chưa đâu chưa thôi nhưng mà rẫy đi ấy thì bình thường đi phan anh nói cho mày bởi làm gì mà anh nghe anh đi ấy đẩy được rồi bé chưa hết rồi thằng này đưa ra công an luôn đi thôi chưa nói thằng này ngoan để đi làm việc đi cho em nói em lấy có cái điện thoại thì em trả cái điện thoại thôi chứ em có lấy gọn gàng mà em trả bây giờ thôi đưa ra luôn đi thôi bây giờ cho nó cơ hội bây giờ anh nói nghe nè em nói thiệt em là em nói cái này là lần đầu thôi tại em nè bây giờ nè bà câu bác nè chia sẻ thấy đối tượng này chuyên gia lên trang mạng xã hội để lừa một lần mới một lần rồi đầu à rồi. Chưa ơi ai là bị hại đối tượng này liên hệ đội phiến hải qua số tội 0913 7858 đối tượng này chuyên gia linh nó lên trang gì kinh nghiệm tiền chồng đó nên bà con có biết là phải kinh nghiệm gì kinh nghiệm tiền chồng kinh nghiệm lên trang kinh nghiệm tiền chồng ngồi đàng hoàng đây cô nó chuyên gia lên cái trang ngồi đàng hoàng lên trang kinh nghiệm tiền chồng ha à lên cái trang kinh nghiệm chiều chồng là nó vô nó sẽ lấy trời nó bạc to ha lấy trời nó bạc ăn đậu nhiều mà lên gì đó bây giờ ai là người bị hại điện thoại cho đội viên hải qua số tội 0913 7858 em gái đây ngồi lên đây một xíu rồi đưa đây ra đây em ngồi lên đây một xíu xíu nói chuyện lớn lên được chưa nói chuyện lớn được không nói chuyện lớn được không rồi anh hỏi là nó vô cái trang gì đừng quay đó rồi bây giờ này nhá em gái này hiện nay em quen thanh niên này lâu chưa quen mới có vài ngày à vài ngày là quen ở đâu gặp nhau ở đâu trên mạng xã hội mạng xã hội là mạng gì facebook à, facebook là facebook của thanh niên này tên gì đi tê hoàng hả à? Đi tê hoàng rồi à, thanh niên này quen em mục đích chính là làm gì để phải mạng nhu cầu hả à? Phải mạng nhu cầu hoặc bạn nhu cầu gì nữa yêu đương hả 8 tỉnh yêu đương đúng không rồi sao nữa rồi thanh niên này hẹn em đi đâu đi nhà nghỉ rồi nhà nghỉ ở đâu em nhớ không anh đào đúng không nó hẹn em chứ phải em hẹn nó nhà nghỉ rồi đâu. Nhà nghỉ anh đào rồi anh chưa hỏi em anh đào mà cái này nó hẹn em chứ phải nó hỏi nó có phải không anh chưa hỏi em rồi cấm mỏ lại cái nào đúng thôi chứ rồi hẹn nhau trong nhà nghỉ đúng không anh đào rồi hôm nay là hai người cụ thể làm gì ai trả tiền phòng thanh niên trả hết nhiêu như là 190 190 rồi làm mấy điếu không làm một điếu đúng không rồi lúc ấy mấy giờ mấy tiếng rồi về mấy tiếng giờ mà... từ mấy giờ đến mấy giờ 10 giờ hả 10 giờ từ 10 giờ đêm 10 giờ sáng từ 10 giờ trưa đúng không đến 12 giờ đêm à 12 giờ trưa 2 tiếng làm một điếu đúng không hết 190 nhà nghỉ rồi xong rồi ai là người phát hiện được là mất tài sản em phát hiện mất những cái gì là điện thoại với dây chuyền không? Điện thoại với dây chuyền, cái dây chuyền em mua ở đâu? Mua ở dưới nhà. Bây giờ hiện nay là em có cái tiệm này em còn nhớ không? Em mua lâu chưa? Mua lâu rồi. Rồi bây giờ cái điện thoại em mua ở đâu? Mua ở dưới nhà luôn. Rồi bây giờ là em xong rồi em phát hiện mất, em liên hệ với thanh niên này bỏ trốn đúng không? Rồi thế hôm nay thì tại sao mà tìm được? Thanh niên này muốn ăn em gái khác đúng không? Bị ta gài. Người ta gài hả? À? Mày nói chuyện sinh nhân vậy hả? À? Ai gài mày? Ai gài mày nói chị đã? Ai gài mày? Nhỏ này. Nhỏ này là nhỏ nào? Ai gài mày? Ngừng cái đi. Con rút cỡ gài con rút. Con rút. Thu Hằng. Đây Phan. Nói chị là nó nói chị là nó không lấy dây chuyền thì cuối cùng là chị bị mất hay không thì Diễm lên tiếng. Sao em? Nói được rồi. Cô liên quan đâu? Ủa mày bữa nay uống chưa? Lúc mà tụi nhắn tin dưới trường còn nhắn tôi thì mờ mờ mày qua đây nói trả cọc dây chuyền là gì chưa? Xong rồi hu hồi nói là anh nhắn lộn nghe chưa tin nhắn bán được. Dây chuyền còn nguyên nữa cái tại nó nói mất cọc dây chuyền em mới biết nó bị mất cọc dây chuyền thôi chứ ai lỗi mày mất dây chuyền mới mất kìa trong cái gia lô chặn nó nè còn nè giấy cầm đồ đâu không được không có có cầm đồ đâu hết rồi quần mày có gì đằng sau túi quần mày có gì đằng sau túi quần mày có gì không mày em làm đồ đằng sau hết bỏ hết đi đằng sau túi quần mày có gì thì em mới lãnh lương nè được 3 triệu nè đâu đâu bạn lương đâu bỏ hết rồi không ơi lúc qua đây đâu có bạn lương đâu anh qua đây có đem đồ gì không có đem theo túi gì không còn bên nhà nghỉ đúng không rồi phòng nào rồi xong rồi hiểu. Phòng nào rồi phòng mấy phòng mấy để thoại đây phòng số mấy bây giờ nếu cái mà này, cái này con nhỏ này mà sao không mày không mà cầm đó không cầm. Lấy cái tin nhắn rồi cao để nói em không lấy không chị không biết em giữ bây giờ này anh đã cho em cơ hội rồi
Bây giờ em có khai không? Một là sang lấy chuộc dây chuyền trả người ta, anh sẽ tha ngay lập tức ngay bây giờ. Em nói thiệt nếu sợ chị nó mua 6 triệu à? Còn nếu như bây giờ mày ăn hết tiền của người ta rồi thì mày chỉ mua 6 triệu không? Mày lừa mày khất mày trả người ta từ từ. Anh sẽ tha cho mày, anh về làm công việc khác. Nghe chưa? Nhưng từ lần sau không làm mày đó, nghe chưa? Nghe không? Sang nói chuyện người ta đàng hoàng. Quay ra nói chuyện đàng hoàng. Mày tầm bậy mà. Em dạ không có còn chuyện, em nói chuyện thiệt. 6 triệu không? Thôi chị mua 6 triệu. Nếu mà nói em lấy thì em mới làm trả chứ giờ em cũng không lấy em sao không biết được. Cái điện thoại có mấy triệu bạc cũng bán không được, em không hoảng á. Ở giờ chị điện thoại bán không được mới bán. Ừ. Rồi cảm ơn nhiều. Thôi không chị chị em có biết cộng chuyện đâu. Bây giờ trả đi. Mày muốn lấy dây chuyền nữa không? Cho mày cộng dây chuyền. Cái chuyện bán được nhiêu? Hả? Sao chuyện bán được nhiêu đó thiệt ra? Em không có bán. Ủa? Không có lấy cộng dây chuyền nào sao bán được. Bây giờ em làm đâu? Bây giờ em làm đâu? Em làm đâu? Em làm bên Gò Vấp á. Gò Vấp à? Quận mấy? Khu vực mấy? Khu phố mấy? Khu phố mấy? Khu phố mấy? Tức là nó hẹn nhỏ đi ăn bé này. Đi ăn nhỏ này để lấy xe. Hôm nay ăn bé này rồi. Để lấy ăn bé này nữa. Để đang dùng nó dùng bé này để ăn tiếp. Mày chuyên đi thả thính đúng không? Đó. Thế bây giờ tao trả người ta, mày sang nói chuyện nhẹ nhàng người ta. Anh em không có làm khó. Lỡ rồi, lỡ chót tài rồi xin lỗi đó đàng hoàng. Mày ăn hết tiền, mày xài hết tiền rồi thì mày nói chuyện với người ta tử tế. Anh em không có làm khó, được chưa? Nhưng mà đừng nói cái kiểu như vậy, thái độ như vậy là anh không thích. Em nói thiệt, em không có lấy cộng dây chuyền. Mày điện thoại mày lấy rồi thì cái dây chuyền tại sao mày không lấy được? Dây chuyền nó bỏ vô túi đâu, em bỏ vô túi em xách cái túi thì em không lấy sao? Nó đã cho mày ăn. Mày lấy cộng lấy túi hả? Nó đã cho ăn. Mày lấy túi em hả? Nghe chưa? Lấy cái túi hả gì? Lấy chuyền mà túi gì trời. Dây chuyền để đâu? Dây chuyền để đâu lấy? Rồi sao lấy được? Đeo cổ mà. Rồi sao lấy được? Đừng có nên sao nói đi, sao được nói đi. Cứ nói bình thường, nói thoải mái. Nói được nói gì vậy? Nhìn đây. Đâu quên mặt em đâu mà sợ. Nhìn đây. Em cũng đâu có quýnh đập gì đâu mà. Ừ, nói đi hỏi thẳng đi, sao lấy được? Nói rõ sao nó lấy dây chuyền. Chứ sao trong đó chỉ có hai người thôi. Dây chuyền em để đâu? Dây chuyền. Rồi lỡ đi đi đường rồi mắc rồi rớt hay gì rồi rồi ta. Trong khách sạn khi làm thịt xong trong nhà nghỉ em có ngủ không? Em có ngủ không? Không ngủ tỉnh đúng không? Nè, ý nó rồi rồi sao lấy được anh hãy rồi sao lấy được? Lúc mà phi khi mà mày làm phê con người ta rồi á, mày làm phê đâu trời, em còn chưa có làm gì luôn á. Mày nói mà anh một vú là mày buông ra la không la nhưng con khùng vậy rồi rồi anh chơi gì mà ra mày ăn người ta một điếu rồi. Em một điếu đâu, một điếu một tiếng hầu, một điếu hai điếu đâu, từ 10 giờ 12 giờ một tiếng hầu. Nó ăn một tiếng hầu không, nó không có giống bình thường anh. Ừ. Em nói thiệt, nó bị bệnh hả? À? Bây giờ này mày ăn con người ta rồi. Em mới đầu em tưởng là nó bình thường. Bây giờ mày nói thật ra đi anh tha. Ừ, được chưa? Bấm vô hai nút đỏ. Cháu tia tay che camera em ơi. Tay che, tay dưới che. Rồi. Bây giờ mày nói chuyện đàng hoàng anh tha. Ok chưa? Em nói rồi, em có lấy cái điện thoại không? Ai không có lấy cộng dây chuyền. Cộng dây chuyền đeo người rồi sao lấy? Nó hức có lúc đi tắm rồi em thấy trống em mới lấy điện thoại em chạy thôi. Em làm thịt bao nhiêu cô gái rồi? Lấy mấy lần đầu à, lần đầu. Thì rất là thứ hai này. Thì người ta cái group đó em cũng mới vô à. Người ta đã cho mày ăn rồi, ăn tình rồi. Đúng chưa? Công nhận không? Mày ăn cả tiền, cả điện thoại người ta, cả vàng người ta nữa. Thế còn cái gì mày ăn lốt? Thanh niên thì mày tồi vậy em. Tồi quá. Đó, nhìn sáng sủa này mà tồi dữ vậy. Lì người cũng chắc nhá, cơ bắp nhá. Tập tạo, tập gym không? Người đỡ đấy. Tướng này khỏe này. Nói chứ tướng này đi ăn cơm dạ. Xin lỗi đi. Xin lỗi đi. Bây giờ xin lỗi em đi. Mày bây giờ mày sai hoàn toàn rồi. Mày sai hoàn toàn rồi. Xin lỗi đi, lấy trộm đồ. Xin lỗi đây. Em đỡ lấy trộm, anh đỡ lấy. Em gái đâu? Quay đây cho xin lỗi đàng hoàng. Xin lỗi người ta, mở miệng ra. Anh là lấy trộm mà đó. Anh họ tên là gì? Nguyên quán ở đâu? Họ tên là gì? Nói lớn tiếng lên. Mày ghê. Anh tên Nguyễn Nhân Đình, em quê Cần Thơ. Bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Anh lỡ lừa tình mà ăn trộm tài sản của em. Anh lỡ lừa tình trộm tài sản của em. Anh hứa từ lần sau anh không tái phạm nữa. Sao không phải tái phạm? Thật không? Chắc không? Thế mày bây giờ mày xin lỗi người ta chân thành chưa? Em có vợ con chưa? Vợ gì thằng này nhìn tướng mặt gà, ai lấy vợ, ai lấy thằng này? Lúc lấy điện thoại như thế nào cứ cãi lại đi tiếp. Lúc lấy điện thoại là mày để đâu tình huống mày dựng lại hiện trường cho anh nha. Bây giờ anh vô vào nhà nghỉ dựng lại hiện trường được không nhá? Thì nó nằm trên cái giường đó rồi nó đi tắm rồi em thấy trống em lấy rồi chứ. Thế mày nói là mày chưa ăn điếu nào mà người ta đi tắm tắm rồi mày ăn một điếu mày ba trợ mày nói dốc mấy anh có ăn mà điếu.
mà anh nghĩ đi nó nhìn. Nhưng mà thịt chưa? Ăn hết một điếu không? Thịt chưa? Một điếu không? Ta nói thiệt đi. Có, có ăn mà không có gì hết trơn á. Thì mày còn nói gì nữa? Là mày ăn là không gì. Mày rồi hút cả nước cả cái người ta nữa. Đúng nè, mày ăn một cái ngầu. Em không có ra, không có làm gì chơi rồi. Trời rồi, đất quỷ thật, mày ăn gì không? Mày chơi hàng không ra, hàng ngon này mày không ra. Không ra, hàng này coi hết con ra mà. Trời đất quỷ thần đấy. Ở đây còn ra không? Ai làm chứng mày không ra? Không ra mà thì ra tắm. Ở đây ra hàng nước mà mình không ra. Mày ăn cả nước cả cái người ta nữa mày rồi ăn. Nước không? Thôi bây giờ này anh nói thẳng luôn. Bây giờ là từ nay đi là không tái phạm nữa được chưa? Được không? Em mới lần đầu tại ai, anh không quan tâm anh mày lần mấy. Nhưng mà mày lý lịch hồi đó gì mày có tiền án sự không? Nó hiện đi. Không. Công an bắt chết bắt mấy lần rồi. Đó vậy lên đây 5.5 đâu có bị. Công an bắt lần nào chưa? Mấy lần rồi. Thế bây giờ vợ mấy con rồi. Có vợ mấy con rồi. Thằng này vợ gì mà vợ? Có, vợ mấy con có nói mà nó là nó vợ mấy con nó hiện đi. Mày ai lấy? Bỏ anh. Vợ mấy con rồi. Tướng mày vợ bỏ gấp đi ai lấy mày? Mấy con rồi hả? Tướng này vợ gì? Nhưng mà tướng này ai đấy? Quê đâu mày, quê đâu? Em Cần Thơ. Cần Thơ có Bến Ninh Kiều. Sinh năm mấy? 99 nè, 2024 tuổi. 24 tuổi, đã có vợ. 24 tuổi còn trẻ, 18 tuổi có vợ. 18 tuổi mày máu sớm mày, bây giờ mày sung mãn này, mày đi dùng hết bé nọ, mày dùng bé kia. Mới có lần đầu anh cho. Bé này là một bé này, chưa có bắt được cái bé này nè. Giờ bé này tiếp. Mày đến đăng ký bạn chưa được. Được chưa? Thế mày chuyện ngày mai mày dùng ai nữa? Mày thích chơi chuyện nữa không? Người ta tự nhắn với em chứ em đó giờ em nhắn người ta mà. Bây giờ mày còn ngoan cố lắm. Thôi bây giờ thằng này bây giờ anh hả? Cố không, cố chịu. Thôi bây giờ thằng này qua đi. Kêu Nguyên lại đi. Đi câu phường nào á? Kêu Nguyên lại đi. Không, bây giờ gọi. Gọi Nguyên tới. Phường Cao Đông Hiệp phải không? Đúng rồi. Chị gọi giúp em chứ. Em không có không anh. Không có sao. Sang giờ ai liên hệ với đây. Nhờ gọi Nguyên tới đi. Chứ thằng này nó quanh co. Anh không muốn làm khó mày mất thời gian lắm. Nhưng mà bây giờ anh đã nói mày ngay từ đầu rồi. Thì em xin lỗi rồi á. Xin lỗi rồi nhưng mà mày nhận chưa? Mày cái chuyện mày làm mày chơi chuyện. Chơi chuyện bán là nhiêu? Em không có lấy cọc dây chuyền nếu mà mất. Nè nó nhắn tin đi chuyện em. Ê nè, nó nhắn nó bán dây chuyền phải không? Không, cái trong điện thoại có tin nhắn của nó đòi mà. Nó nhắn cho bé này, mày nhắn cho bé này. Trong điện thoại em mới biết nó đòi cọc dây chuyền, em mới biết nó mất cọc dây chuyền. Em nhắn cho bé này là em mua đi bán sợi chuyền với điện thoại hả? Nè, đó, có tin nhắn. Em nói là em đi bán cộng dây chuyền. Có nhắn tin nè. Anh hỏi em thế bây giờ dây chuyền em mua ở đâu mà em có bán? Em mua ở đâu? Dây chuyền em mua ở đâu? Em chỉ nói thôi thôi. À, mày có tin nhắn thôi. Mày nó cần nhắn là bán dây chuyền chứ nhỏ này nè, bán dây chuyền điện thoại. Ờ tóc anh bạc. Ờ rồi. Nghe chưa? Thôi mày xạo không được nghe chưa? Mày xạo. Thằng nó chưa ăn mà giờ nó mới khai ăn. Nó khai cầm lum là nó bà tận. Đúng mà. Nó ăn một phát rồi. Em nói em. Nghe chưa em? Em nói em có ăn mà. Anh nhỏ con nên chú riêng chú ba em. Nè. Nghe chưa? Hỏi được bữa hôm nó có ra không? Bữa nó có rau. Thế là le nhanh nha. Ra đâu chưa? Ra đâu? Nghĩa. Mày hỏi ra đâu nữa? Bữa đó là nó bao hay gì? Chưa bao, bữa mình chưa bao mà. Không có luôn anh. Thôi thằng này xạo quá. Thôi. Mày sao thanh niên tồi vậy? Người ta cho ăn là sướng cháy bà rồi. Lấy tiền. Mày lấy đường đồ ca chia. Cao được sướng là có phè phái rồi. Mày lấy đồ ca chia. Cao dựng gái mày cho là có sướng là được rồi. Có sướng đâu. Không sướng. Chơi không sướng mà chơi. Thằng này chắc mang áo rồi ông ơi. Đi coi đá. Chơi. Mày bây giờ có hàng chưa? Em không có chơi đá. Nè bây giờ cái túi bên đó là phải giấy bán đánh bao đó bên đi tiền. Thôi đưa công an đi, đưa công an. Bây giờ làm sao? Xin lỗi người ta, bây giờ còn tiền trả người ta không? Giờ mới lãnh lương 3 triệu mấy đó, giờ nó mới chị 6 triệu. Thấy anh trả dính luôn chứ. Không, vui vẻ lên. Lúc trước mình vui vẻ, bây giờ vui vẻ lên, mình không được làm vậy. Nhá. Xin lỗi người ta, khoanh tay vào đàng hoàng. Đàng hoàng, khoanh tay vào. Nhìn lên trên, ngước lên màn hình. Anh hứa với em gái, từ nay sau anh không lừa em nữa. Anh không lừa ai nữa. Được chưa? Em nói anh không lừa, em không lừa ai nữa. Anh hứa lần này là anh chót lại rồi, anh sợ lắm rồi. Alo. Nói to lên. Anh hứa lần này, anh sợ lắm rồi. Sao đầu tiên này em nói là em căng căng, em nói là em không nhận. Em không có. Cái cháu nhiều tuổi. Hả? Thế vậy là em thuê khách sạn bên này em nghỉ ở đúng không? Bây giờ mình đang đâu? Em thuê khách sạn bên này hả? Chưa, kỳ chưa? Em thuê ở lâu chưa? Có chắc sáng rồi. Ở đây từ sáng chi vậy? Rồi, sáng mai gặp chú. Sáng mai đến buổi điểm vui đi chú. Sáng mai đến buổi điểm vui đi chú. Sáng mai 8 giờ đến buổi điểm vui đi chú. Sáng mai 8 giờ đến buổi điểm vui đi chú. Giờ chú đang chuyển. Mày máu gái dữ vậy? Chú đang cướp. Rồi. Máu gái dữ vậy? Bị bức tác. Anh Duyên mà là có người yêu chưa? Rồi. Có người yêu rồi mà sao bao giờ vẫn ham hố vậy?
đối tượng này chuyên là lên trên hẹn hò. Bây giờ ai em gái nào mà bị cái này lừa nhá thì đi đây. Em nói đầu luôn chị Du nhà nghỉ sao? Bây giờ này em Du là chặn gì? Bây giờ Vu nhà nghỉ Vu chăng nào? Chăng tên gì? Nói to lên. Kinh nghiệm chiều chồng. Kinh nghiệm chiều chồng. Rồi. Nếu mà các bạn trẻ mà vô cái trang mà kinh nghiệm chiều chồng thì nhìn mặt thân quen. Có lựa ai nữa không? Còn những ai nữa không? Anh em đội Phiên Hải đã bắt ở tại công an phường Tân Hiệp, thị xã Kỳ Anh, Nghĩa Bình Dương. Vậy là em gái này là người thứ mấy? Mới người đầu tiên. Thế tại sao em lại có kinh nghiệm vào cái trang đó? Không. Ai chị em hai bạn? Vô tôi đã nước chơi. Em nước không mà có vô cái trang ấy được. Nha, em nước không mà vô cái trang ấy được. Thế em điện thoại em đâu? Điện thoại em đâu? Bạn đây đúng không? Thôi để chúng tôi lại chút mà em đâu có nước rồi. Thế tại sao mà em ăn người ta rồi mà em rồi ăn trộm cả điện thoại với cả vàng người ta? Lý do? Lý do tại sao? Tại em chưa lãnh lương. Chưa lãnh lương nhưng mà ta không tới. Em đắm lý hôn quá anh. Thế là em tôi biết cái lý do thiếu thốn này em đi ra đường em ăn cướp người ta. Hả? Để vi phạm pháp luật à? Em có biết hành vi của em là vi phạm pháp luật không? Biết không? Biết bây giờ biết sai chưa? Lẽ ra là anh cho em mấy cơ hội để sửa sai rồi. Nhưng tại em chối. Nhưng mà em khăng khăng em cái. Đúng không? Em không có thừa nhận. Đúng chưa? Bắt sống anh em này đi tìm em là bao nhiêu ngày nữa rồi. Xúc nhẹ cái nhiệm tôi. Xúc nhẹ giùm anh. Xúc nhẹ giùm anh. Thế bây giờ làm sao? Ý em là ra công an nhé. Bây giờ bà câu bác tôi có ai. Ý em ra công an nhé. Bị hại của đối tượng này. Chuyên gia dung quân. Đây là. Thế nhiên là như tất cả nhé. Chuyên gia theo em. Là đi lừa lấy điện thoại dây chuyền tóc này là vô nhà nghỉ khai thác ấm rồi lấy điện thoại dây chuyền bỏ trốn anh ấy có vai cái em to con lắm nhưng mà chắc thịt gà này chắc là gà này gà đá này thịt chắc đấy là này bác tôi đối tượng này ở đâu điện thoại rồi hiện nay qua số thoại 0913788 đối tượng này chuyên gia vô trang hẹn hò trang lập tình rồi hẹn vô nhà nghỉ xong rồi lấy tài sản công an tới đó chuẩn bị tới đó công an chuẩn bị tới nha đi làm sao nhanh còn kịp bây giờ nhanh còn kịp em nói gì bây giờ em nói anh lương ra nếu em nói mình tiền thì lấy tiền thì em trả đỡ chứ giờ không biết sao giờ bây giờ ý em sao rồi rửa lại lạc rồi trả từ từ đúng không rửa trả từ từ đúng không rồi bây giờ là anh không cho phép em cắt đần nữa vừa rồi em cãi thằng này em còn nói là bé này có chuyện liên thiên ở kia đúng chưa em còn bắt mẹ người ta đó đúng chưa. Bây giờ là để công an điều tra nhá. Anh không có nghĩa vụ để điều tra ai được chưa, điều tra là do công an người ta điều tra còn anh chỉ hỏi chuyện em thôi ok chưa. Thế em nói đúng thì anh cha bỏ qua này em đỡ mất công vào công an này khai báo luôn ra cả lúc đầu nó nhạt hiu lúc đầu mình nói rằng là anh em tha nó nói rồi lúc đầu anh em tha giờ mà mấy mày cầm cái mấy anh em ép mày sao đây cái quán cà phê này tự em vào uống cà phê nhá. Anh không cái anh em đây không bắt em đúng chưa đúng không? Dùng cà phê là rồi. Thương em vô em cũng cà phê. Ôi nói chuyện với em thôi. Đúng không? Anh đi sắm em bao ngày được nhá. Chứ tụi anh không có bắt em từ ngoài đường đi vô đây đúng chưa? Đúng không? Có đúng không? Nói lớn tiếng lên. Đúng. Em hẹn ta ra đây em hẹn vô căn nhà nghỉ anh đào. Căn nhà nghỉ anh đào. Căn vô gấp.